Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, 540 máy thở MV20 đã được trao tặng đến 8 địa phương gồm Quảng Nam, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phục vụ công tác chống dịch COVID-19. Ngoài ra, các cán bộ y tế của 8 địa phương trên cũng đã được tập huấn kỹ thuật và chuyên môn để sử dụng máy thở. Các máy thở này không chỉ đáp ứng việc chống dịch COVID-19 mà còn có thể sử dụng để điều trị các bệnh liên quan đến hô hấp khác. Đặc biệt, máy thở MV20 còn có thể lọc không khí nếu nhiễm khuẩn, phòng tránh lây nhiễm chéo. Các bệnh viện Đà Nẵng đã phong tỏa, không nhận bệnh, thành ra áp lực hiện tại đối với Quảng Nam, cơ sở điều trị rất là nhiều. Tất cả máy móc như máy thở, máy chạy thận nhân tạo hoặc một số máy móc rất là quan trọng đối với vấn đề trong giai đoạn này. Thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Sở Y tế để phân bổ điều phối 250 máy này, đặc biệt là các máy này sẽ tiếp tục thực hiện lâu dài để điều trị trong các bệnh suy hô hấp. Nhân dịp này, Hội Bác sĩ trẻ Bệnh viện Thống Nhất cũng tập huấn chuyên môn cho các địa phương về cập nhật chẩn đoán COVID-19, hồi sức tim phổi bệnh nhân COVID-19, quản lý đường thở ở bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19, quản lý lây nhiễm trong tiếp xúc và chăm sóc bệnh nhân COVID-19.